Cũng trong ngày hôm nay mùng 2 tháng 8, Bộ Công an cho biết là cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội giả mạo trong công tác đối với 4 người là lãnh đạo, cán bộ của Đại học Đông Đô. Trong đó, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Dương Văn Hòa, sinh năm 1983 là hiệu trưởng Đại học Đông Đô và Trần Ngọc Quang, sinh năm 1962, phó trưởng phòng đào tạo và quản lý sinh viên trường Đại học Đông Đô. Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với Phạm Vân Thùy, sinh năm 1981 và Lê Thị Lương, sinh năm 1996, đều là cán bộ của trường Đại học Đông Đô. Trước đó, báo chí đã có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng nhốn nháo tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Anh chính quy của trường Đại học Đông Đô. Tuy nhiên, theo thông tin báo chí đăng tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định trường Đại học Đông Đô chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo bằng đại học thứ hai hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh. Mặc dù vậy, năm 2018, hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô đã công nhận 2 đợt tốt nghiệp cho hàng trăm sinh viên văn bằng 2 tiếng Anh. Mỗi đợt có hàng trăm học viên được công nhận tốt nghiệp.